cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Barbara Watts, hai thi thể trong đám cháy và kế hoạch tỉ mỉ của gã sát nhân. Năm 1995, tại City, bang Washington, Mỹ, có hai vụ án mạng cách nhau một tháng. Cả hai đều xảy ra trong cùng một khu nhà và có nhiều điểm tương đồng, đã khiến người dân nơi đây luôn sống trong lo sợ. Nạn nhân đều bị trói, bịt miệng, bị đâm và bị xâm hại tình dục trước khi bị chết do nguyên nhân ngạt thở, còn ngôi nhà của họ thì bị phóng hỏa. Trong 2 năm, cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn trong việc truy tìm hung thủ. Nhưng cuối cùng, chính thói quen khó bỏ của tên sát nhân này sau mỗi lần quan hệ tình dục đã tố cáo tội ác của hắn. Sau nhiều biến cố xảy ra, thì một người phụ nữ tên là Renee Powell, 43 tuổi, đã chuyển tới sống ở City, bang Washington, Mỹ. Tại đây, cô sống vui vẻ trong căn hộ ở tầng trệt dù chỉ có một mình. Tuy nhiên, 2 năm sau đó, vào một buổi tối lạnh lẽo của tháng 2, thì một bi kịch kinh hoàng đã ập đến với cô. Đó là vào ngày 24 tháng 2 năm 1995, gần nửa đêm thì lực lượng chức năng đã nhận được tin báo có hỏa hoạn tại một khu nhà ở địa phương. Sau nhiều giờ chữa cháy thì ngọn lửa cũng bắt đầu tắt dần. Khi bước vào căn hộ nơi khởi phát đám cháy, các nhân viên cứu hỏa nhận thấy nhiều đồ đạc đã bị hỏng hóc, lẫn trong số đó là thi thể của nữ chủ nhà Renee Powell. Nạn nhân nằm sấp với hai tay bị trói và đặt về một bên, chân dạng ra và bị bịt miệng. Quần áo trên người cô thì bị rách tơi tả. Hiện trường không có dấu hiệu hung thủ dùng vũ lực đột nhập. Túi sách, thẻ tín dụng cùng đồ điện tử như tivi và đầu đĩa của nạn nhân đã bị biến mất. Trên ghế sofa thì quần áo mới giặt đã được gấp gọn. Có vẻ như ngay trước khi vụ án mạng xảy ra thì nạn nhân vừa đi thu quần áo về và để tạm ở đó. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên người có vết dao đâm, nhưng nguyên nhân tử vong là do siết cổ. Nạn nhân chết trước khi căn hộ bị phóng hỏa. Ngoài ra, cô còn bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên, ADN trích xuất từ cơ thể của Powell không cho thấy kết quả nào trùng khớp khi được đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia. Và một tháng sau, vào ngày 25 tháng 3 năm 1995, khu nhà nơi xảy ra vụ án mạng của Powell tiếp tục có hỏa hoạn. Ngọn lửa xuất phát từ căn hộ của người phụ nữ cũng đang sống một mình, tên là Barbara Watts, 54 tuổi. Cho rằng có kẻ đang cố tình phóng hỏa, nên cảnh sát đã điều trực thăng lắp cả cảm biến tầm nhiệt tới hiện trường để xem liệu có kẻ nào đang ẩn náu gần hiện trường hay không, nhưng họ đã không tìm thấy điều gì khả nghi. Và rồi khi ngọn lửa được dập tắt, cảnh sát lại tìm được thi thể của Barbara Watts. Hai vụ án mạng cách nhau một tháng, xảy ra trong cùng một khu nhà và có nhiều điểm tương đồng với nhau. Nạn nhân đều sống một mình ở tầng trệt, dây trói cùng đều bị cắt từ dây đèn điện tại nhà. Hai nạn nhân đều bị trói, bịt miệng, bị đâm và bị xâm hại tình dục trước khi chết vì lý do ngạt thở, nhưng kỹ thuật viên chỉ lấy được mẫu ADN từ Powell. Một số thiết bị điện tử trong cả hai căn hộ đều bị biến mất. Thủ đoạn gây án cho thấy hung thủ đã lên kế hoạch kỹ càng trước khi ra tay. Cảnh sát nhận định rằng khi nạn nhân xuống phòng giặt dưới hầm lấy quần áo đã không khóa cửa, cũng là lúc hung thủ lẻn vào trốn trong nhà và tấn công khi họ vừa đi lên. Hắn biết cách tắt chuông cửa và vô hiệu hóa máy phát hiện khói trước khi phóng hỏa để đảm bảo không ai để ý thấy ngọn lửa quá sớm. Hai vụ án mạng trong cùng một khu đã khiến người dân nơi đây vô cùng hoảng sợ. Họ yêu cầu được tăng cường bảo vệ 24/24 vì không cảm thấy an toàn ngay cả khi đang ở trong ngôi nhà của chính mình. Các nạn nhân đều là những người phụ nữ đáng mến, tốt bụng và không hề có kẻ thù. Dựa vào cách thức ra tay của hung thủ, các thám tử nhận định việc giết người dường như là cách để hắn xả nỗi căm tức của mình đối với người phụ nữ nào đó trong đời của hắn ta. Renee Powell và Barbara Watts chỉ là người thay thế hứng chịu cho cơn giận ấy. Cả hai tội ác đều ghê rợn, nhưng phương thức hoạt động lại tỉ mỉ đến mức ban đầu cảnh sát đã nghi ngờ đây có thể là một kẻ giết người hàng loạt. Việc hắn cẩn thận xóa sạch dấu vết sau hai lần gây án cũng khiến cho nhà chức trách gặp nhiều khó khăn. Họ đã tiến hành rà soát những kẻ có tiền án xâm hại tình dục sống trong bán kính 80 km xung quanh. Nhưng trong số 6.000 vụ giết người được thực hiện ở Washington và Oregon trong hai thập kỷ qua, thì cảnh sát không thể tìm thấy một vụ giết người nào khác, bao gồm cưỡng hiếp, trộm cắp và phóng hỏa. Đúng lúc đang bế tắc sau cái chết của hai nạn nhân là Renee Powell và Barbara Watts, thì cảnh sát nhận được tin báo từ một phụ nữ. Cô cho biết rằng em trai mình tên là Gary Peter, 23 tuổi, có những dấu hiệu rất đáng ngờ. Peter sống cách hiện trường hai vụ án mạng gần 5 km, hiện đang thất nghiệp, từng có tiền án tiền sự nhưng chưa bao giờ phải ngồi tù. Anh ta thường viết thơ về đề tài giết người và khiêu dâm, nhiều bài nói về việc quan hệ tình dục khi bóp cổ những phụ nữ đứng tuổi, quan hệ tình dục với xác chết. Lời lẽ trong các bài thơ đều thể hiện sự tức giận.
trong hơn 600 tin báo từ người dân, thì thông tin này đặc biệt thu hút sự chú ý của đội điều tra. Trùng hợp, anh ta không có chứng cứ ngoại phạm trong cả hai vụ án mạng. Khi được yêu cầu, thì Peter đã từ chối thực hiện bài kiểm tra nói dối và không chịu cung cấp mẫu ADN. Để có mẫu ADN của Peter, thì cảnh sát đã phải theo dõi anh ta trong thời gian dài và cuối cùng cũng thu được đầu thuốc lá mà Peter đã vứt ra đất sau khi hút xong. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy ADN của Peter không trùng khớp với ADN từ người của nạn nhân. Sau khi loại Peter khỏi diện tình nghi, thì cảnh sát cũng không có thêm manh mối nào để tiếp tục điều tra, dù đã nỗ lực nhưng họ vẫn không thể có được một nghi phạm chính. Thế rồi, 2 năm sau cái chết của Renee Powell và Barbara Watts, thì cảnh sát bất ngờ nhận được tin báo từ một người tên là Princess Ray, là một nữ phạm nhân trong trại giam địa phương. Ray sắp bị đưa ra xét xử về hành vi hành hung bạn trai, sau khi phát hiện anh ta đang lén lút cặp kè với người khác. Ray cáo buộc người bạn trai 23 tuổi của mình, tên là Robert Parker, là hung thủ giấu mặt mà cảnh sát vẫn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Chính anh ta đã ra tay giết chết Powell và Watts. Cảnh sát đã từng nghe những câu chuyện tương tự như thế rất nhiều lần trước đó. Nhưng lần này, họ nhanh chóng nhận thấy có một tia hy vọng. Nơi ở của Gray và Parker cách khu nhà của hai nạn nhân chỉ hơn 100 mét. Theo lời khai của người phụ nữ này, một lần trong 2 năm trước, thì cô thấy Parker mang nhiều đồ lạ vào trong nhà. Khi cô thắc mắc, thì người bạn trai không nói gì và chỉ dặn mình im lặng. Sau đó, thì Parker đã đi lấy hạt tiêu rắc cả trong và ngoài nhà. Theo cảnh sát, hạt tiêu có thể che giấu mùi và ngăn chó đánh hơi. Để chứng minh lời nói của mình, Ray cho biết rằng cô vẫn còn giữ một số đồ mà Parker đã mang về nhà. Quá trình khám nhà, Ray sau đó cũng phát hiện một số đồ vật như TV, đầu đọc đĩa, áo khoác được người thân xác nhận là đồ của hai nạn nhân Renee Powell và Barbara Watts. Tuy nhiên, hai vụ án mạng không có dấu vân tay, không có nhân chứng nên khi bị tra khảo thì Parker luôn phủ nhận mình có liên quan. Cuộc điều tra tiếp tục gặp trở ngại khi Ray và Parker đã làm lành với nhau. Cô ta bỗng nhiên tuyên bố rút lại lời khai ban đầu của mình. Ray thay đổi lời khai và cho biết rằng những đồ vật của nạn nhân ở nhà mình không phải do bạn trai mang về, mà chính cô đã tìm được chúng bị vứt bên cạnh thùng rác. Theo Ray, vào thời điểm xảy ra hai vụ án mạng, thì Parker đều ở nhà suốt cả buổi tối. Tố cáo bạn trai giết người nhưng sau đó lại thay đổi lời khai, nên Ray giờ đây đã không còn là nhân chứng đáng tin cậy để buộc tội nghi phạm Robert Parker. Tuy nhiên, các điều tra viên vẫn còn lưu tất cả file ghi âm khi Ray kể về cuộc sống với Parker trước đó. Họ đã nghe lại toàn bộ với hy vọng tìm được chút manh mối nào đó có trong đấy. Ray cho biết rằng, chuyện này giữa hai người diễn ra rất bình thường, nhưng có một lần, Parker hành động như thể có hai nhân cách. Đang quan hệ, Ray bất ngờ bị bạn trai bóp cổ và lăng mạ không thương tiếc. Người bạn gái đã rất sốc sau lần ấy nhưng cũng nhanh chóng cho qua sau khi Parker xin lỗi. Không chỉ vậy, theo lời của Gray, sau mỗi lần quan hệ tình dục thì Parker có thói quen lập tức vào nhà tắm, sau đó lấy khăn tắm lau người rồi vứt khăn ngay trên bàn trang điểm. Chi tiết này đã khiến cảnh sát nhớ tới một việc, đó là từng tìm thấy 2 chiếc khăn tắm vứt tại bàn trang điểm ở nhà nạn nhân Barbara Watts. Biết rằng đây có khả năng là vật chứng chứng minh sự có mặt của Robert Parker tại hiện trường vụ án mạng, nên các điều tra viên đã lập tức tìm lại chiếc khăn. Nó vẫn được cuộn lại từ lúc lấy ra khỏi nhà của Barbara. May mắn trong vụ hỏa hoạn thì 2 chiếc khăn chỉ bị cháy một ít. Khi kiểm tra lại chiếc khăn, thì kỹ thuật viên đã tìm thấy 4 sợi tóc lạ có đặc điểm khác với tóc trên người của nạn nhân. Một trong những sợi tóc này còn phần chân dính với một ít mồ. Số lông tóc này vẫn bảo toàn được giá trị chứng minh do được cuốn trong khăn. Kết quả đối chiếu ADN trong chân lông xác nhận chủ nhân sợi lông này chính là của Robert Parker. Đây được cho là chứng cứ buộc tội xác đáng, vì Parker luôn khẳng định mình chưa bao giờ bước vào nhà của nạn nhân. Với tinh dịch trùng khớp ADN của Robert Parker được tìm thấy trên Linney và một sợi tóc được tìm thấy trong khăn tắm tại nhà Barbara cũng thuộc về nghi phạm này, vì thế mà Robert lập tức bị bắt giữ dù vẫn luôn chối tội. Công tố viên cáo buộc Robert Parker đã lên kế hoạch từ nhiều tuần trước khi ra tay. Hắn đã dành nhiều thời gian quan sát hai nạn nhân để biết được thói quen của họ và tìm cơ hội. Thấy nạn nhân Renee Powell để cửa mở trong lúc xuống dưới tầng hầm giặt quần áo, nên Parker đã đột nhập, lấy dao trong nhà bếp và giật đứt dây đèn điện làm dây chói. Sau khi gây án, hắn đã lấy các thiết bị điện tử có giá trị rồi phóng hỏa nhà nạn nhân. Trường hợp của Barbara cũng tương tự như vậy. Nạn nhân cũng để cửa mở khi xuống dưới nhà. Parker cũng sử dụng hung khí sẵn có trong căn hộ. Sau cuộc tấn công tình dục, hắn dùng khăn tắm trong phòng tắm của nhà nạn nhân để lau người sạch sẽ trước khi châm lửa. Công tố viên cho rằng, động cơ gây án của Parker một phần là để xả nỗi giận bị dồn nén khi phải sống chung với Gray,
người được nhận định là có thói kiểm soát và khó chiều. Sau gần 3 tháng cân nhắc lời khai của các nhân chứng và xem xét vật chứng, thì bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết Parker phạm tội giết người. Tội ác của hắn đã được lên kế hoạch rõ ràng. Tất cả hành vi của hắn đều nhằm tiêu hủy hết manh mối, nhưng lại không hề biết đến sự tồn tại của chiếc khăn đang chứa bằng chứng quan trọng. Trong phiên tòa xác định hình phạt, kẻ sát nhân giết hai người khóc nhiều đến mức làm trì hoãn cả buổi làm việc. Tuy vậy, những giọt nước mắt muộn màng của Parker không thể ngăn tòa án tuyên bố hình phạt chung thân không ân xá dành cho hắn. Án mạng trong căn phòng 30. Ai là người thực sự đã sát hại Mary Wick? Mary Wick 18 tuổi, là con thứ hai trong gia đình 7 anh chị em ở trang trại gần thị trấn nhỏ Gila, Minnesota, Mỹ. Cô gái với tóc đen xinh đẹp này được bảo bọc từ nhỏ chưa bao giờ đi khỏi quê nhà quá 10 km. Vì vậy, vào tháng 7 năm 1921, khi cha mẹ cho phép đi thăm người thân cách đó 300 km ở North Dakota, cô vô cùng phấn khích. Đây là lần đầu Mary một mình đi xa. Khi đến nhà ga giữa chặng để ngủ qua đêm, trước khi bắt chuyến tàu thứ hai vào sớm hôm sau, thì Mary đã gặp được Arnold, là một người quen của bố mẹ cô và sống gần đó, nên đã đưa cô đến khách sạn Prescott. Prescott thời đó là một trong những khách sạn hiện đại nhất của thành phố vì có điện, nước nóng và phòng tắm riêng. Nhìn chung, nó là nơi dừng chân thân thiện cho một thiếu nữ thiếu kinh nghiệm đi xa. Khi Mary và Arnold bước vào sảnh, thì một nhân viên trực đêm tên là William Hummer đỡ lấy túi của Mary và đưa cô lên phòng số 30 nằm trên lầu và ở phía cuối hành lang. Mary sau đó xuống dưới để cùng Arnold tham quan quanh thành phố và ăn một que kem trước khi màn đêm buông xuống. Arnold đưa Mary trở lại Prescott vào khoảng 23 giờ. Mary một mình bước vào và dừng lại ở quầy lễ tân. Sau đó cô nhờ William Hummer gọi điện báo thức vào 6 giờ sáng hôm sau để kịp chuyến tàu 7 giờ và anh ta đồng ý. Sau đó, cô bước lên cầu thang rồi đi vào phòng 30. Hummer khai 6 giờ hôm sau là ngày mùng 7 tháng 6 năm 1921. Anh đã gọi nhiều cuộc đến phòng Mary Wick theo yêu cầu nhưng không thấy trả lời nên quyết định lên gõ cửa. Khi không thấy trả lời, anh mở khóa để tự vào và rồi vội vàng chạy xuống gọi chủ khách sạn. Sau nhiều giờ điều tra hiện trường đẫm máu, cảnh sát xác định Mary đã bị tấn công vào khoảng từ 0 giờ 30 phút đến 2 giờ. Cô bị đánh bằng vòi đồng của vòi cứu hỏa từ hành lang khách sạn. Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm những người cuối cùng nhìn thấy Mary còn sống. Arnold khai sau khi tiễn Mary đã cùng bạn gái uống cà phê ở đại lộ trung tâm và sau đó đến chơi nhà bạn đến 2 giờ sáng nên được loại trừ. Một cựu chủ tịch ngân hàng đã tới khách sạn sau khi xuống tàu lúc 1 giờ sáng và nhận phòng số 31 ngay bên cạnh. Song ông ta cũng không có dấu vết gì liên quan đến hiện trường. Cảnh sát cuối cùng đã bắt lễ tân Hummer 22 tuổi, sau khi loại bỏ tất cả những người tình nghi khác. Vậy William Hummer thực sự là người như thế nào? Một số người cho rằng anh ta là nông dân giản dị đến từ North Dakota, là đứa trẻ ngây thơ nhất trong gia đình 8 anh chị em. Nhưng với nhiều người, anh ta là gã mê lô đề, sát gái và chuyên gạ tình bằng vẻ đẹp trai đến mê mệt của mình. Thế nhưng các cô gái vẫn kháo nhau để tìm cách làm quen anh ta. Cảnh sát địa phương chịu áp lực dư luận vì tính chất giật gân của vụ án đã lan tỏa khắp cả nước. Phiên tòa xét xử William Hummer diễn ra sau đó 8 tháng. Cơ quan công tố cáo buộc Hummer biết Mary sẽ ở một mình vì anh ta lên nhận phòng. Hơn nữa, anh ta còn biết rằng ít nhất cho đến khoảng 1 giờ sáng, căn phòng 31 không có người ở, vì vậy sẽ ít có cơ hội bị phát hiện. Thứ hai, vụ giết người phải được thực hiện bởi người quen thuộc với khách sạn, cách bố trí và thói quen của nơi này vì không ai nghe thấy Mary hét lên trước khi bị tấn công. Thủ phạm phải làm nhanh chóng mà không cần phải mò mẫm trong phòng. Thứ ba, kẻ sát nhân phải quen thuộc với hung khí giết người, đầu vòi bằng đồng của vòi cứu hỏa được lấy từ hành lang. Là nhân viên khách sạn, Hummer sẽ biết chính xác nơi tìm thấy vòi và cách tháo vòi. Hummer thừa nhận đã nói chuyện với một người bạn rằng có cô gái xinh đẹp ở phòng 30. Hummer sau đó gọi lên phòng cho Mary nhưng khi bị từ chối bắt chuyện, anh ta khẳng định sau đó không tơ tưởng gì thêm. Song công tố viên khẳng định, nếu vậy Hummer càng có động cơ giết Mary sau khi cưỡng hiếp vì nạn nhân đã biết mặt anh ta. Nếu kẻ hiếp dâm từ bên ngoài đột nhập khách sạn, có thể hắn đã không sát hại. Công tố viên nói, sau gần một tuần xảy ra vụ án mạng, cảnh sát cũng tìm thấy chiếc quần dài dính máu dưới chân cầu thang tầng hầm của khách sạn. Họ cho rằng, Hummer trong khi đang làm việc vào những ngày sau vụ án, đã bỏ chúng xuống cầu thang. Nhà chức trách cáo buộc Hummer có đủ phương tiện, động cơ và cơ hội để phạm tội. Swenson là luật sư của Hummer, phản biện rằng, suy luận của bên công tố là võ đoán và mơ hồ như một ngôi nhà xây trên cát. Swenson chỉ ra rằng, ít nhất 4 người đã trả phòng trong khoảng thời gian xảy ra án mạng.
nhưng cảnh sát không xác định được họ là ai, trừ một cái tên là James Farrell, ngụ ở Winma, Minnesota. Cảnh sát cũng không bao giờ tìm thấy và biết được anh ta là ai. Họ thậm chí còn không bao giờ đến Winma để điều tra. Bên công tố cho rằng, James Farrell thực chất chỉ là cái tên Gummer bịa ra và nhờ bạn ký vào để đánh lạc hướng cảnh sát. Đến năm 1923, bang Dakota mới chấp nhận cho phụ nữ làm thành viên của bồi thẩm đoàn. Nên trong phiên tòa này, Gummer đối mặt với hội đồng xét xử toàn nam giới. Tất cả đều nhìn anh với cái nhìn tóe lửa của những người cha nghiêm khắc, trước cả khi nghe luận tội của công tố viên. Bồi thẩm đoàn gồm 12 người đàn ông chỉ mất 6 giờ để tuyên phạt Gummer tù chung thân về tội giết người cấp độ 1. Phản ứng lại phán quyết này, bị cáo nhìn vào những bóng đèn chớp lia lịa của phóng viên, buông lời mai mỉa rằng họ chọn những người đàn ông không đọc báo để ngồi ghế bồi thẩm đoàn. Tôi không coi đó là loại đàn ông đủ thông minh để luận tội tôi. Ngày 19 tháng 3 năm 1922, William Gummer đặt chân đến nhà tù tiểu bang North Dakota, nơi sẽ phải ở suốt phần đời còn lại của mình. Lời đầu tiên khi bước khỏi xe áp giải, Gummer đã nói rằng, tôi sẽ không ở đây lâu. Tôi vô tội. Người quản giáo cười khẩy. Ồ, 250 người đàn ông ở đây. Ai chẳng vô tội. Nhưng người anh rể và các luật sư vẫn tin là Gummer vô tội. Trong 18 năm tiếp theo, họ cố gắng vạch ra chiến lược để Gummer được minh oan. Khi Gummer 5 lần 7 lượt vượt qua bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối, họ đã kháng cáo lên tòa án tối cao Bắc Dakota và hội đồng ân xá của bang. Tất cả đều bị từ chối. Gummer vẫn ở trong tù. Nhưng ánh sáng cuối đường hầm đến vào năm 1936, khi một người đàn ông ở Denver tên là Arthur James khoe khoang với bạn bè rằng anh ta và cậu bạn là Carter đã sát hại một cô gái tại khách sạn ở Fargo tháng 6 năm 1921, nhưng giờ gã nhân viên lễ tân đang chịu trận thay cho tụi này. Ba nhân chứng đã ký vào bản tuyên thệ xác minh đã nghe James nói những lời này. Cơ quan thực thi pháp luật và các luật sư của Gummer đã đến tìm James và Carter, song họ đều phủ nhận hành vi phạm tội. Hai người được yêu cầu viết tay để so sánh với chữ ký của James Farrell trong sổ lưu trú khách sạn. Chuyên gia nhận định, nét chữ của Carter khá giống với nét chữ trong sổ. Nhưng đáng ngờ hơn cả là cách anh ta viết quê quán là Winma, thì Carter đã viết sai chính tả, khi chỉ dùng một chữ L. Và kẻ tình nghi là James Farrell cũng mắc lỗi y hệt khi viết trong sổ lưu trú của khách sạn. Do không đủ bằng chứng để bắt giữ Carter nhưng các luật sư quyết định chuyển chiến thuật. Họ sẽ tạm thời không kháng cáo vô tội, mà chỉ nỗ lực để Gummer nhanh được ân xá. Ngày 28 tháng 12 năm 1944, Gummer chính thức bước ra khỏi cánh cổng nhà tù ở tuổi 46. Anh lên xe bus và chờ ở ngoài cổng trại. Từ đó, không ai biết Gummer đi đâu hay làm gì. Có tin đồn ông làm thợ cắt tóc và đã cưới vợ nhưng không có con, và anh đã sống thêm khoảng 37 năm nữa. Prescott Hotel đã đóng cửa một năm sau vụ án mạng và hiện là bãi đậu xe. Ai là người bước vào căn phòng số 30 vào đêm định mệnh đó, đến nay vẫn là một ẩn số. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì mọi người nhớ ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp ý kiến bằng cách bình luận ngay phía dưới video giúp mình nhé.